Lộ trình của các calapa Các calapa do nghiệp tạo Có bốn loại lộ trình của các calapa sanh lên một cách không gián đoạn trong chúng sanh thai sanh. Chúng là các nhóm sắc do nghiệp tạo, do tâm tạo, do nhiệt lượng tạo và do dưỡng tố tạo. Trong số này, ba loại calapa do nghiệp tạo, nhóm thân nhóm giới tính và nhóm ý vật bắt đầu sanh lên từ thời điểm sanh của tâm tục sinh. Điều này có nghĩa là ba loại Kalapa này sanh lên tại mọi tiểu sát na. Từ tiểu sát na đầu tiên nhất của tâm tục sinh và tại lúc sanh lên của tất cả các tâm theo sau. Do đó, tại thời điểm gì của tâm hữu phần thứ 16 sau tâm tục sinh có tất cả 153 kalapa. Trong số này, ba kalapa là ở giai đoạn sanh, 147 kalapa là ở giai đoạn trụ và ba kalapa còn lại là ở giai đoạn diệt. Trước sự sanh lên của nhóm kalapa mạng quyền và những nhóm kalapa gồm 10 sát pháp khác, số nhóm kalapa là bằng nhau tại ba tiểu sát na của mỗi tâm Đời sống của mỗi kalapa là 17 sát na tâm, tức là 51 tiểu sát na. Các kalapa do tâm tạo. Các kalapa do tâm tạo bắt đầu xuất hiện tại thời điểm sanh khởi của tâm hữu phần thứ nhất, tức là tâm hữu phần sanh lên ngay sau tâm tục sinh. Sau đó, chúng sanh lên tại thời điểm sanh khởi của những tâm theo sau. Các Kalapa sanh lên tại thời điểm sanh khởi của tâm hữu phần thứ nhất sẽ diệt đi tại thời điểm diệt hoại của tâm hướng ý môn. Sau khi chúng đã hoàn thành đời sống dài 17 sát na tâm của chúng. Có 17 Kalapa do tâm tạo tại thời điểm diệt hoại của tâm hướng ý môn. Trong số chúng, 16 Kalapa là ở giai đoạn trụ và một nhóm còn lại là ở giai đoạn diệt. Con số này giữ nguyên trước sự sanh khởi của ngũ song thức và các kalapa do tâm tạo không sanh lên trong suốt thời gian nhập thiền diệt. Những kalapa này chỉ sanh lên tại sát na sanh của các tâm. Các kalapa do nhiệt lượng tạo Yếu tố lửa hay được gọi là nhiệt lượng có tồn tại trong ba kalapa do nghiệp tạo mà sanh lên cùng với tâm tục sinh. Nhiệt lượng này có đủ sức mạnh tại thời điểm của giai đoạn trụ của chính nó, cũng tức là giai đoạn trụ của tâm tục sinh, có thể tạo ra ba loại kalapa do nhiệt lượng tạo. Điều này có nghĩa là ba kalapa do nhiệt lượng tạo bắt đầu sanh lên tại tiểu sát na trụ của tâm tục sinh. Và thêm nữa, các kalapa mới do nhiệt lượng tạo sanh lên tại tiểu sát na gì của nó. Theo cùng phương thức này, chúng sanh lên và diệt đi tại mỗi tiểu sát na. Những kalaba do nhiệt lượng tạo này có sự kết nối với những kalaba do nghiệp tạo. Cho nên, chúng được gọi là các kalaba do nhiệt lượng tạo được duyên bởi nghiệp. Xin độc giả hãy tham khảo Table 1 trong phần phụ lục ở cuối sách yếu tố lửa tức nhiệt lượng cũng có tồn tại trong các calabar do tâm tạo mà sanh lên tại tiểu sát na sanh của tâm hữu phần thứ nhất chúng cũng bắt đầu tạo ra một calabar do nhiệt lượng tạo từ tiểu sát na trụ của tâm hữu phần thứ nhất nhiệt lượng trong các calabar do tâm tạo mà sanh lên tại tiểu sát na sanh của tâm hữu phần thứ hai tạo ra calabar do nhiệt lượng tạo tại tiểu sát na trụ của tâm hữu phần thứ hai như vậy các kalapa do nhiệt lượng tạo được duyên bởi tâm cũng sanh lên tại tiểu sát na trụ của những tâm theo sau do đó có mười ba kalapa do nhiệt lượng tạo được duyên bởi nghiệp và có mười sáu kalapa tại tiểu sát na diệt của tâm hữu phần thứ nhất có 19 calaba tại tiểu sát na xanh của tâm hữu phần thứ hai và có 23 calaba tại tiểu sát na trụ của tâm hữu phần thứ hai. Ở đây, 13 calaba và 16 calaba là chỉ cho bao nhiêu loại nhóm calaba mà có thể sanh lên trong thân xác. Những tiến trình được giải thích ở đây xảy ra tại lúc tục sinh tức là lúc mà không có các kalapa do dưỡng tố ngoại tạo sanh lên. Cho nên, các kalapa do dưỡng tố tạo được bỏ qua trong tiến trình này. Các kalapa mạng quyền Theo các sứ giải, kalapa mạng quyền sanh lên trong chúng sanh dục giới như nhóm thân, trong toàn bộ thân xác sau sự sanh khởi của tâm tục sinh và sanh lên tại bất kỳ một trong ba tiểu sát na của tâm đó. Ví dụ, để giúp cho việc hiểu rõ, giả sử nó sanh lên tại thời điểm sanh của một tâm thì có 153 kalapa do nghiệp tạo tại tiểu sát na sanh của tâm đó. Cùng với nhóm mạng quyền sẽ trở thành 154 kalapa. Tại tiểu sát na trụ, nó trở thành 155 và tại tiểu sát na diệt nó trở thành 156 kalapa. Từ lúc sanh khởi của nó cho đến tiểu sát na thứ 51 có 204 kalapa do nghiệp tạo. Trong số này, 4 kalapa là ở giai đoạn sanh, 196 kalapa là ở giai đoạn trụ và 4 kalapa là ở giai đoạn diệt. Con số này sẽ giữ nguyên cho đến lúc sanh khởi của calabar nhãn chẳng hạn. Số calabar do tâm tạo chỉ là 17. Khi calabar mạng quyền sanh lên tại thời điểm trụ của nó, yếu tố lửa hay nhiệt lượng mà đi cùng với nhóm mạng quyền cũng tạo ra các calabar do nhiệt lượng tạo. Hơn nữa, tại thời điểm đó, 170 calabar do nhiệt lượng tạo đã hiện hữu cho nên tổng số là có tất cả 171 kalapa. Như vậy, các kalapa mạng quyền sanh lên tại mỗi tiểu sát na. Thêm vào đó, tại mỗi tiểu sát na trong giai đoạn trụ của chúng, số lượng kalapa do nhiệt lượng tạo được duyên bởi nghiệp tăng lên. Tuy nhiên, tại lúc xảy ra của tiểu sát na thứ 51, nhóm mạng quyền nguyên thủy và những kalapa do nhiệt lượng tạo mà được kết nối với nó diệt đi. Khi Kalaba mạng quyền nguyên thủy hoàn thành đời sống 17 sát na tâm của nó thì có 220 Kalaba do nhiệt lượng tạo hiện hữu. Rồi tại thời điểm sanh khởi của tâm, một Kalaba do nhiệt lượng tạo được duyên bởi nghiệp, được kết nối với những Kalaba mạng quyền được cộng vào. Cho nên Bây giờ có tổng cộng là 221 calapa. Rồi số lượng của calapa không sanh mà cũng không giảm nữa. Trong số 221 calapa, 4 calapa do nhiệt lượng tạo được duyên bởi nghiệp thì ở giai đoạn sanh. Vì những calapa do nhiệt lượng tạo được duyên bởi tâm diệt đi tại thời điểm sanh khởi của tâm. 5 calapa thì ở giai đoạn diệt, và 212 calaba thì ở giai đoạn trụ. Tại thời điểm trụ của một tâm, vì các calaba do nhiệt lượng tạo được duyên bởi tâm thì luôn luôn sanh lên. 5 calaba thì ở giai đoạn sanh, 4 calaba thì ở giai đoạn diệt, và 212 thì ở giai đoạn trụ. Tại thời điểm diệt của một tâm, các calaba do nhiệt lượng tạo được duyên bởi tâm chưa sanh lên và diệt đi. Cho nên, 4 kalapa thì ở giai đoạn sanh, 4 kalapa thì ở giai đoạn diệt và 213 kalapa thì ở giai đoạn trụ. Điều này được trình bày chi tiết trong Thay Bồ 2 trong phần phụ lục ở cuối sách. Các kalapa do dưỡng tố tạo khi chất dinh dưỡng được tiêu thụ bởi một người mẹ đang mang thai, lan truyền vào cơ thể của thai nhi. Dưỡng tố có trong chất dinh dưỡng tại thời điểm trụ tạo ra Kalapa do dưỡng tố tạo. Kalapa do dưỡng tố tạo có thể sanh lên tại bất kỳ tiểu sát na nào, tức là sanh trụ hay diệt. Tuy nhiên, để cho đơn giản dễ hiểu, chúng ta hãy lấy ví dụ khi nó sanh lên tại tiểu sát na sanh của tâm, Dưỡng tố có trong chất dinh dưỡng, Được tiêu thụ bởi người mẹ, Tạo ra các calabar, Do dưỡng tố tạo, Tại mỗi tiểu sát na, Vì dưỡng tố mới sanh lên, Tại mỗi tiểu sát na, Do đó, Tại thời điểm sanh, Có một calabar do dưỡng tố tạo, Tại thời điểm trụ, Có hai calabar, Tại thời điểm diệt, có ba Kalapa và dân dân. Khi Kalapa dưỡng tố đầu tiên nhất đạt đến tiểu sát na thứ 51, thì có tất cả 51 Kalapa, và trong số này, một Kalapa là ở giai đoạn sanh, một Kalapa là ở giai đoạn diệt, và 49 Kalapa là ở giai đoạn trụ. Chất dinh dưỡng được biết đến là dưỡng tố. Khi đạt đến giai đoạn trụ của nó, sản sinh ra sắc pháp do dưỡng tố tạo tại thời điểm nó được nuốt xuống. Số lượng calaba do nghiệp tạo và do tâm tạo không tăng lên hay giảm xuống. Tuy nhiên, calaba do nhiệt lượng tạo sanh lên tại thời điểm trụ của những calaba do dưỡng tố tạo đầu tiên nhất. Do đó, có tổng cộng là 222 calaba 221 calaba là trụ và một calaba là mới đang sanh lên. Cho nên calaba do nhiệt lượng tạo được duyên bởi dưỡng tú tăng lên từng nhóm một tại từng tiểu sát na. Đến lúc tiểu sát na thứ 51 sanh lên, tổng số nhóm sát pháp tăng lên thêm 51 calapa, dẫn đến tổng số là 271 calapa. Chúng ta nên hiểu các giai đoạn sanh trụ và diệt của các Kalapa, rồi cho đến khi những Kalapa nhãn và dân dân sanh lên. Số lượng Kalapa do nghiệp tạo, do tâm tạo, do nhiệt lượng tạo và do dưỡng tố tạo không tăng cũng không giảm. Xin độc giả hãy tham khảo Table 3 trong phần phụ lục ở cuối sách. ba nhãn vân dân Bốn bộ Calabar do nghiệp tạo, tức là nhóm nhãn, nhóm nhĩ, nhóm tỷ và nhóm thiệt theo các sứ giải bắt đầu sanh lên một cách tự phát vào tuần thứ 11 sau khi thọ thai. Mặc dù trong thực tế việc chúng sanh lên cùng một lúc là khó xảy ra. Tuy nhiên, để đơn giản dễ hiểu, giả sử chúng sanh lên một cách tự phát vào thời điểm sanh của một tâm. Chúng ta nên hiểu rằng nếu số lượng Kalapa do nghiệp tạo tăng lên thì Kalapa do nhiệt lượng tạo được duyên bởi nghiệp cũng tăng lên tại thời điểm trụ. Do đó, khi những Kalapa này sanh lên tại tiểu sát na đầu tiên nhất của tâm thì đã có 204 Kalapa do nghiệp tạo tồn tại bằng cách cộng thêm 4 calaba mới, tổng số trở thành 208. Dưới 272 calapa do nhiệt lượng tạo cũng đã tồn tại. Tại thời điểm trụ có 212 calapa do nghiệp tạo và 276 calapa do nhiệt lượng tạo. Tại thời điểm diệt có tồn tại 216 calapa do nghiệp tạo và 280 calapa do nhiệt lượng tạo. Như vậy cho đến thời điểm sanh lên của tiểu sát na thứ 51, số lượng kalapa tăng lên thêm 4 tại mỗi tiểu sát na. Tại tiểu sát na thứ 51 có 408 kalapa do nghiệp tạo và tại tiểu sát na tiếp theo có 476 kalapa do nhiệt lượng tạo hiện hữu. Chúng ta nên hiểu các giai đoạn sanh, trụ và diệt của các kalapa số lượng những kalapa giữ nguyên tại mọi lúc ngoại trừ trong thời gian của lộ tâm ngũ môn và lộ nhập thiền diệt xin đọc giả hãy tham khảo thay bù bốn trong phần phụ lục ở cuối sách lộ tâm ngũ môn một chuỗi những kalapa sanh lên trong thời gian của lộ ngũ môn ngũ song thức không thể tạo ra sắc pháp. Cho nên, tại thời điểm sanh của chúng, chỉ có 16 kalapa do tâm tạo. Trong số này, 15 kalapa là ở giai đoạn trụ và một là ở giai đoạn diệt. Điều này có nghĩa là từ tiểu sát na đầu tiên nhất của chuỗi tâm tính từ sự sanh lên của tâm giác quan cho đến tiểu sát na diệt thứ 51, tức là sát na tâm thứ 17, chỉ có 16 kalapa do tâm tạo. Tại tiểu sát na diệt của sát na tâm thứ 17, không có nhóm sát pháp nào ở giai đoạn diệt mà tất cả 16 kalapa thì ở giai đoạn trụ. Tuy nhiên, tại tiểu sát na sanh của sát na tâm thứ 18, một kalapa do tâm tạo sanh lên và tổng số lại trở thành 17 kalapa. Sau đó, số lượng kalapa không tăng cũng không giảm. Xin độc giả hãy tham khảo thay bộ năm trong phần phụ lục ở cuối sách. Lộ tâm nhập thiền diệt Không có tâm nào trong quá trình nhập thiền diệt. Cho nên, tại tiểu sát na diệt của giai đoạn động lực phi tưởng phi phi tưởng, chỉ có 17 calabar do tâm tạo đang tồn tại rồi với mỗi ba tiểu sát na một calabar diệt đi cho nên tại thời điểm của tâm thứ mười sáu tất cả calabar do tâm tạo đã diệt hết khi xuất khỏi thiền diệt tại thời điểm sanh lên của động lực bất lai hoặc động lực a la hán các calabar do tâm tạo sanh lên từng nhóm một tại mỗi thời điểm tại sát na tâm thứ mười bảy 17 calabar do tâm tạo hiện hữu như thông thường. Các calabar do nhiệt lượng tạo tăng lên hoặc giảm xuống, tùy thuộc vào sự tăng lên hay giảm xuống của các calabar do tâm tạo. Tuy nhiên, số lượng calabar do nghiệp tạo giữ nguyên không thay đổi cho đến thời điểm tử. Xin độc giả hãy tham khảo thay bộ 6 và thay bộ 7 trong phần phụ lục ở cuối sách. Thời điểm tử có 21 nhóm sắc pháp được gọi là Kalapa, 9, 6, 4 và 2 do nghiệp, do tâm, do nhiệt lượng và do dưỡng tố tạo một cách tương ứng, trôi chảy liên tiếp cho đến cuối đời sống như dòng chảy của một dòng sông hay ngọn lửa của một ngọn đèn. Đây là cái chúng ta gọi là thân xác nhân loại nói một cách khác thân xác nhân loại được tạo nên bởi những calabar bé nhỏ sanh lên và diệt đi tại mỗi một thời điểm hàng tỷ lần trong một đời sống hầu hết trong số chúng diệt đi khỏi tiến trình sanh diệt của chính chúng tại lúc tử việc này xảy ra như thế nào tại lúc tử các calabar do nghiệp tạo không sanh lên nữa bắt đầu từ tiểu sát na sanh của tâm thứ 17 tính ngược từ tâm tử. Số lượng của chúng giảm xuống từ thời điểm này đến thời điểm sau. Và tại tiểu sát na diệt của tâm tử, tất cả Kalapa do nghiệp tạo diệt đi mãi mãi trong kiếp sống hiện tại này. Các Kalapa do tâm tạo cũng không sanh lên nữa sau tâm tử. Với sự diệt đi của chúng, số lượng Kalapa do tâm tạo giảm xuống từng nhóm một tại mỗi thời điểm. Tại tiểu sát na thứ 48 sau tâm tử, tất cả những Kalapa do tâm tạo đã diệt hết. Các Kalapa do dưỡng tố tạo có thể sanh lên cho đến thời điểm diệt của tâm tử. Do đó, chúng diệt đi toàn bộ chỉ tại tiểu sát na thứ 50 sau tâm tử. Tuy nhiên, các calaba do nhiệt lượng tạo vẫn tồn tại kéo dài dưới dạng của xác chết và sau đó duy trì như là một tiến trình sanh diệt ở những dạng khác nhau một cách tương ứng. Xin độc giả hãy tham khảo thay bồ tám trong phần phụ lục ở cuối sách.